Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 92, Six Arm, môi trường sống, Level 0, Level 1, Level 2. Thực thể số 92, thường được gọi là Six Arm, là một thực thể rất hung hãn, có thể được tìm thấy trong The Bike Room. Do chúng thường xuất hiện ở những level thấp, nên chúng được cho là một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với những người lang thang. Six Arm là một sinh vật có phần trong suốt, có hình dáng như một cái bóng cao lớn với nhiều cánh tay bóng tối. Nó có hình dạng giống người nhưng lại khá mơ hồ và thường phát ra những tiếng động mèo mó tương tự như tiếng động cơ chạy bằng khí gas. Một số phần phụ giống như xúc tu được gắn vào phần thân chính của nó. Các phản xạ trong suốt của cơ thể của nó sẽ vẫn giữ nguyên vị trí khi nó di chuyển xung quanh trước khi hoàn toàn biến mất. Six Arm đã được quan sát thấy là có khả năng di chuyển xuyên qua các bức tường một cách dễ dàng. Điều này có thể ngụ ý rằng nó là một thực thể hoàn toàn phi vật chất. Six Arm dường như cũng bị thu hút bởi những người lang thang bị căng thẳng hay nói cách khác là bị stress. Những người lang thang bị Six Arm nhắm vào sẽ nhận thấy môi trường xung quanh tối đi đáng kể khi thực thể đến gần. Vì điều này, nhiều người lang thang sẽ cố gắng đẩy lùi thực thể bằng cách sử dụng đèn pin. Thế nhưng, nó lại gây ra một hiệu ứng ngược lại và chỉ khiến cho Six Arm thêm kích động. Có thể coi Six Arm là hiện thân của sự căng thẳng trong The Bike Room. Six Arm dường như sợ hãi đường, vì vậy đường sẽ giúp đẩy lùi thực thể này. Tuy nhiên, điều này chỉ có tác dụng tạm thời, nên hãy sử dụng cơ hội này để thoát khỏi đối tượng càng nhanh càng tốt. Đường sẽ có tác dụng hiệu quả nhất bằng cách đổ đường ra sàn xung quanh bạn. Sau đây là những hướng dẫn sẽ giúp bạn giảm khả năng chạm trán với Six Arm. Đầu tiên, thực thể này dường như bị thu hút bởi sự căng thẳng. Những người lang thang càng căng thẳng trong bất kỳ level nhất định nào mà Six Arm đang chiếm giữ thì Six Arm sẽ càng có nhiều khả năng cố gắng để truy tìm bạn. Đây là lý do bạn nên cố gắng bình tĩnh trong mọi trường hợp nếu cảm thấy sự hiện diện của nó. Sau đây là những điều nên và không nên nếu bạn chạm trán với Six Arm. Bạn nên giữ một lượng đường nhỏ bên người nếu có thể, tránh các tình huống căng thẳng rõ ràng để giảm thiểu khả năng chạm trán với Six Arm. Lắng nghe tiếng ồn của Six Arm và bỏ chạy nếu môi trường đột ngột tối đi. Bạn cũng đừng cố gắng chiến đấu hoặc cố gắng xua đuổi Six Arm vì đây hoàn toàn là một ý tưởng rất rất tồi. Sử dụng đèn pin chỉ khiến Six Arm thêm phần kích động và đẩy bạn vào những tình huống nguy hiểm hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.